Hai Lan Xú Chí ngày 30 tháng 4 2019 thì đã khai trương cái hồ bơi kích trượt cho mấy đứa nhỏ, đã tạo nên một cái điểm nhấn rất lạ cho các em vui chơi ở Xú Chí. Có một cái hồ bơi nhỏ vừa khánh thành ở Xú Chí thì đó, các em nhỏ lớn nhỏ đều chơi được. Một điểm nhấn rất mới ở khu du lịch Xú Chí. Đây quay không? Hả? Đây là được. Từ từ, cứ lo ăn uống rồi chiều chiều luôn. Rồi, có một bà chú thường trực đứng để mà canh gác, hướng dẫn an toàn. Ở trên thì cây cối rừng nguyên sinh rất là mát mẻ. Ở dưới thì các em chơi thoải mái. Nước từ trên suối được lấy lên hồ. Nước cá bán thuộc được lấy ở trên độ cao suối 300 mấy. Đây là nước hoàn toàn tự nhiên. Nước này hoàn toàn tự nhiên và 17 độ. Rất mát. Nước này là không có cà lo, cà lẹo gì hết. Nước tự nhiên mà đi Xú Chí lái vô đây thôi. Cái này dưới đây là một cái hồ tự nhiên. Và xây thêm một cái hồ nhân tạo nữa. Hồ nhân tạo nhưng mà nước tự nhiên. Nó tạo nên một cảm giác rất là thích thú. Không có hồ bơi nào mà hoang dã như vậy. Ở trên cây, ở trên thì cây cối tùm, dưới thì mọi người chơi đùa vui vẻ. Xung quanh thì Xú Chí ngày 30/4 thất thủ luôn. Nước ở đây luôn luôn đầy ắp. Rồi Đình Long, Đình Long xuống tắm luôn. Long anh đeo đồng hồ đó. Đồng hồ. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chơi vậy Ngọc. Quá. Rồi bây giờ chiêm ngưỡng các bạn ăn ngay tại hồ bơi. Gà hành tím đông, bánh xèo hành tím đông, gà hành tím đông. Bên cạnh cái mâm cơm là hồ bơi nhân tạo dưới rừng. Đó, bên kia là rừng núi âm u. Chú Chí, huyện Nghĩa Hành, hành tính đông huyện Nghĩa Hành ngày 30/4/2019 rất là đông khách, ước có khoảng hơn 2.000 lượt khách, có thể hơn. Mười hai giờ kém rồi nhưng mà rất đông người tắm, đặc biệt các em nhỏ rất là thích thú cái cảnh này, cái suối này rất là hoang dã thiên nhiên, cho nên nhiều người cùng nhau tắm suối rất tuyệt vời. Ngay tại cái cầu dây leo rất đông người tắm. Yeah.
Nhìn lên cây. Đi đi em. Ủa? Đó, đi bình thường. Dạ mẹ phía đây đi. Nhi nhi với nhạc cho mẹ qua phía đây đi.